Tận dụng 2 phút muốn làm gì làm. Thời gian này là của em. 2 phút dành cho em. Bắt đầu. Dạ em muốn hành động. Em mời anh xuống nhảy với mình. Biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè vương nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hello, yeah, hi, ah, không làm luôn. Đây là ban nhạc VDV. Tại sao em lại chọn điệu nhảy vừa rồi để gửi đến chàng trai này thay vì một lời nói? Dạ, em muốn hành động hơn là lời nói. Muốn hành động hơn là lời nói. Nhưng mà vẫn còn thời gian để nói với mẹ nhà trai. Tại vì phòng này vẫn là mẹ lựa chọn loại em. Em nói điều gì để mẹ giữ em lại? Một cam kết, một hứa hẹn hay một mong muốn gì đó gửi đến nhà trai. Mời em. Dạ, con chào bác, chào hai anh. Rất mong bác cho con và anh cơ hội để tìm hiểu à. Kiệm lời quá nha. Mà cũng đúng, thường con gái người ta cũng kiệm lời ha. Thường là ông đi cua con gái người ta không, đúng không? Thôi bây giờ nói cái gì cho em. Muốn hỏi gì một câu đi để cho em nó trả lời. Anh cảm thấy hôm nay xung quanh mình được nhiều cô gái xinh và dễ thương. Nhiều lúc cái mẫu người quanh nó đơn giản, cũng không phải như là xinh lắm, mà nó cũng không phải là Xấu lắm. Nó bình thường. Nhưng mà hôm nay ai cũng tuyệt vời hết. Nhiều lúc anh nghĩ anh còn chưa xứng đáng với tụi em nữa. Anh nói thật á. Cảm ơn. Thì anh biết công việc của mình với lại cái cuộc sống của mình nó cần sự đơn giản. Nhưng mà tụi em thì nó vượt hơn cái mức đơn giản đó. Có thể là tụi em có thể gặp những người đẹp hơn anh và tốt hơn anh và ok hơn anh, mạnh mẽ hơn anh nữa. Anh chúc em sức khỏe và may mắn. Nói chung những điều mà tốt đẹp nhất thì anh sẽ dành tặng cho em. Cảm ơn. Thôi ơi, cái cô này cố ra có chinh phục người ta mà rốt cuộc toàn là người ta nói không. Thôi thì bây giờ để mẹ giúp em nói. Mẹ là nãy giờ là mẹ rất là hoạt ngôn. Mẹ, một phút dành cho mẹ để thay mặt con gái mẹ thuyết phục gia đình nhà trai giữ con gái mẹ lại ở vòng trong. Một phút cho mẹ bắt đầu. Tại vì bé bị học hành căng thẳng á, ít ra ngoài tiếp xúc nhiều á, cho nên hay bị mất cỡ. Xin chị có gì giữ lại bé cho hai đứa tìm hiểu thêm. Từ lúc mà em thấy cô bé này cười á, em thấy giống một cô ca sĩ mà em cũng đã từng thần tượng từ nhỏ. Giống ai? Nụ cười rất là giống cô ca sĩ Văn Mai Hương. Được quá. Hy vọng là em sẽ có may mắn góp mặt ở vòng cuối cùng nha. Một tràng vỗ tay cho cô gái nhà số 2. Không làm mất thời gian nữa, chúng ta cùng gặp gỡ ngay với cô con gái cưng của gia đình số 3. Xin mời. Thời gian 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Dạ, em chào anh. Dạ, thật ra em thì em là một người rất là nhát và cũng ít nói nữa. Cho nên là hồi nãy thì bạn trước cũng đã thể hiện tài năng của mình rồi. Thì bây giờ em cũng muốn xin được thể hiện sở trường của mình cho anh và tất cả mọi người có mặt ở trường quay trường xin. Cái này là múa cổ trang. Dạ, đúng rồi ạ.
còn điều gì muốn nói với anh Cường không? Thời gian vẫn còn, hoặc là nói với mẹ anh Cường. Thiệt ra thì em nghĩ là với tất cả những ai mà đến đây thì cũng đều muốn tìm cho mình một nửa hạnh phúc. Cho nên là với kết quả dù có như thế nào thì em cũng mong là anh phải tự hỏi bản thân mình là anh có thấy vui vẻ không? Có thấy thoải mái không? Có thấy hạnh phúc không? Để anh đưa ra quyết định của mình, dù có thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ. Thật sự thì lúc mà em múa, anh trước đây anh đã từng, anh từng nghĩ là ước gì có một cô vợ khi mình, ví dụ mình đi vui về với bạn bè đi, say xỉn có miếng men đi, em múa cho anh coi đó. Đã từng anh cứ nghĩ anh là đại hiệp anh hùng á. Em đã có một cô vợ là giống như tiên nữ vậy đó, múa cho em coi. Em đã từng suy nghĩ vậy, từng ước như vậy đúng không? Hôm nay em múa rất là đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ mẹ nhà số 3 cũng sẽ có một phút để thuyết phục thêm gia đình nhà trai lựa chọn con gái của mình. Xin mời mẹ. Chào chị. Thì cũng chị thấy rồi đó, bé nhà em thì nhìn thì cũng xinh, giỏi giắng, rồi yêu thương gia đình, rồi cũng biết chăm chút cơm nước ở trong nhà. Cũng mong là chị cho hai bé tìm hiểu để có thể tiến xa hơn chút xíu nữa. Nói cho mẹ biết luôn, con gái mẹ không phải là cũng xinh mà là rất xinh nha mẹ nha. Rất là xinh đẹp, đặc biệt là rất là tài năng nữa. Chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn và có thể có mặt ở vòng trong để có thể chinh phục được chàng trai này. Hai cô con gái đã xuất hiện và rất là xinh đẹp. Chúng ta cùng xem cô con gái còn lại của gia đình số 4 là một cô nàng như thế nào. Sẵn sàng chưa Cường? Dạ rồi. Cùng chào đón cô gái gia đình số 4. Hai phút dành cho em, bắt đầu. Thật ra thì đến đây em cũng không biết nói gì hơn hết, nên là em sẽ dành tặng anh một đoạn nhạc thể hiện với sở trường của em. Bèo giạt mây trôi trốn xa rồi, em ơi anh vẫn đợi. Trời ơi, ai cũng dẻo trơn, trời không biết lựa làm sao. Còn mấy giây còn lại, nói một câu gì với anh Cường? Dù kết quả có như thế nào thì em cũng xin chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ ơi mẹ, bây giờ mẹ phải dành một phút còn lại để thuyết phục gia đình nhà trai. Tại vì em đã thể hiện tài năng của mình rồi. Thuyết phục cho bằng được nha mẹ. Một phút dành cho mẹ số 4, xin mời. Chị ơi, theo như chị thấy con gái em sao? Chứ thật tình là em thấy con gái em rất là tuyệt vời. Tại vì gái em múa vừa hay mà nói chung là vừa giỏi luôn. Nên là trong mắt em gái em là số 1 á. Nếu mà chị em chọn là chị mất rồi chị đừng buồn nha. Ờ, đó. Hy vọng là chị sẽ chọn gái em để em với chị cùng làm xu gia. Dạ, để em với chị cùng làm xu gia. Cảm ơn gia đình số 4 rất là nhiều. Và cảm ơn em với một tiết mục múa thật là dễ thương và đầy ấn tượng. Chúc cho em nhiều may mắn để có thể có mặt ở vòng trong nha. Một tràng vỗ tay thật lớn.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.